cái gì? Mày làm cái trò gì đấy? Mày đi xe cái kiểu gì đấy? Cho nó xe nó tìm. Tìm cho bảo nó xuống cô cho anh là thịnh rồi cái thằng này đi xe cái kiểu gì đấy? Anh còn bao nhiêu con người hành khách ở trên xe thế này? Nhưng mày đi đứng nó xuống rồi, nó bảo nó xuống rồi. Còn đấy là cái việc nội bộ nhà mày, mày đứng ra đường mày coi thường tính mạng người khác, hiểu chưa? Mà. Thì mấy con bé nó nằm đây mà khỏe này. Tài xế ô tô chặn đầu xe khách, xem thường tính mạng khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Theo đoạn clip do camera hành trình của xe khách ghi lại, cảnh một người đàn ông lái xe sang đối đầu xe khách ngay dốc lên đèo để tìm một người phụ nữ khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Được biết, sự việc xảy ra tại Yên Bái. Cụ thể, xe khách đang chạy trên đường đèo dốc thì bất ngờ xuất hiện một chiếc xe ô tô màu đen lớn làn ngược chiều, sau đó cả hai xe phải dừng lại. Tài xế xe ô tô bất ngờ lùi xe lại và dừng đối diện với đầu xe khách, với mục đích không cho xe khách chạy tiếp. Người đàn ông xuống xe, leo lên xe khách để tìm người phụ nữ. Như hiểu chuyện gì đang xảy ra, tài xế xe khách nói người phụ nữ mặc váy hoa xuống xe từ trước đó rồi. Sau đó, người đàn ông nói lời xin lỗi và cho xe của mình chạy đi. Sự việc khiến cho nhiều người không đồng ý với cách hành xử của người đàn ông lái ô tô đã để lại bình luận như sau. Với những hành vi như vậy, được camera ghi lại thì có thể làm cơ sở để cảnh sát giao thông phạt nguội được không? Cần có biện pháp cho những bác tài cáo chồn kiểu đó chứ. Một tài khoản khác cho rằng, người vợ nói với tài xế, thằng đấy là chồng em, tài xế đáp. Tôi hiểu vì sao mà cô muốn bỏ trốn rồi. Việc nhà mày, ra đường đừng coi thường tính mạng người khác. Vùng quê vẫn còn thể loại đàn ông gia trưởng, bản tính bạo hành vợ con quen rồi. Cảm nghĩ của các bạn như thế nào khi xem video này? Hãy để lại bình luận và đừng quên đăng ký kênh để nhận được video sớm nhất bạn nhé!